Hello các bạn. Thì con bán bớp rồi. Cái này là đã ra rễ hết rồi nha mấy bạn, rễ trắng hết trơn rồi. Mấy cái này là nhánh vàng, bên đây là trang nhánh vàng, màu vàng. Cái này thì cao 1 gang tay, 2 gang tay, 3 gang tay, 4 gang, 4 gang. Đó, còn bên đây là nhánh chiếc trang đỏ này cũng đã ra rễ hết rồi, khá là to nha các bạn. Nhánh chiếc lớn hơn ngón tay cái, 2 ngón tay. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, cả mét các bạn ơi, cả thước tay chứ. Quay buổi chiều giờ này cũng 6 giờ hơn rồi, tối rồi. Còn nhánh bên đây trang đỏ là nhiều, cái thân này hoành cỡ, đường kính là cỡ 3 cm, 2 đến 3 cm, đã ra rễ hết rồi, rễ trắng rồi. Đó. Các bạn nào có cần mua nhánh chiếc trang đỏ thì hãy comment bên dưới, để lại số điện thoại là được rồi, mình sẽ điện lại. Các bạn đừng để thông tin cá nhân quá nhiều. Ở cái nhánh này khá là to, cái nhánh chiếc này ở nhà mình chiếc, ông cậu mình chiếc nhánh to 2 ngón tay, là đường kính khoảng 2.5 đến 3 cm. Phía bên đây cũng vậy. Trang này trang thái đỏ mình. Đó, các bạn xem đỏ tươi luôn. Đỏ tươi. Cái này là ở nhà cậu tính đặt xuống lên chậu đó mấy bạn. Sẵn đây có bạn nào chia nhánh chiếc thì comment bên dưới giúp mình. Đó. Một mớ bên đây, còn một mớ bên đây nhánh chiếc. Bên đây thì là nhánh nhỏ hơn. Phía bên đây thì nhánh nhỏ hơn khoảng cỡ ngón tay út. Khoảng ngón tay út. Bên đây khoảng ngón tay út, rễ đã ra rễ mạnh khỏe, trắng xóa hết nè các bạn, rễ nè, rễ ra đầy cả bầu luôn, nó lên từ cây chân cái chỗ mình bầu luôn nè. Nhánh rất là khỏe, dạng cái
những cái cây này là dạng gốc thuần trồng dưới đất lâu năm rồi đó, cho nên mấy bạn nhìn cái thân màu nâu xanh. Các bạn nào cần nhánh chiết thì hãy comment bên dưới giúp mình. Nhánh bên đây thì thấp hơn, thì cái loại này là nhánh chiết đường kính khoảng 1,5 đến gần 2 cm, cái loại đường kính cỡ đó, vậy là có hai loại, một cái là đường kính từ 2,5 đến 3 cm, hai là 1,5 cm, có hai loại cơ bản. Rồi, bạn nào mua thì comment bên dưới giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.